Clip ăn 5 con tôm hùm Alaska nặng 10,5 kg. Tổng số tiền mà tôi đầu tư cho clip này là 12.600.000 đồng. Rất là đắt đỏ luôn. Thì đây là cái yêu cầu thử thách của 9.300 bạn đã yêu cầu tôi, bắt tôi phải mua 5 con tôm này về ăn. Mặc dù là tôi cũng muốn ăn, nhưng mà clip này hơi đắt, quá đắt luôn. Một cái clip ăn mà mất mười mấy triệu như này thật sự là rất là đắt. Cuộc đời tôi chưa bao giờ mà tôi ăn cái món ăn nào mà nó đắt dã man như này. Nhưng mà thôi không sao, nói được làm được, nói ăn là phải ăn. Thì bây giờ là không linh tinh liên thuyên gì nữa, thì tôi sẽ bắt đầu cân 5 con tôm hùm này lên để xem trọng lượng thật của nó là bao nhiêu kg. 11 kg. Thì đấy là tổng trọng lượng của 5 con tôm hùm Alaska. Đây các bạn nhìn này, con này to chưa, dã man chưa, to kinh dị luôn đấy.